Ngày xa xưa đó, khi hai đứa còn tay trong tay trong khúc hát yêu đương, giờ thì tàn rồi, theo năm tháng, khúc nhạc xưa vẫn còn đó, nhưng người xưa đâu thấy nữa. Chỉ còn nỗi tiếc nhớ khôn nguôi. Tiếng hát Kim Phụng sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm Một Thuở Yêu Đàn của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho Kim Phụng.